một xác chết được phát hiện gần trại hoa đỏ. Toàn bộ người quen của nạn nhân, từ mẹ, em trai hay vợ, thậm chí cả cô gái vừa mới gặp, cũng đều trở thành nghi phạm. Mỗi người trong số họ đều ẩn chứa vô số bí mật, nhưng ai mới là hung thủ thực sự? Bí mật khủng khiếp nhất là gì? Tất cả sẽ có trong 8 tập phim Trại Hoa Đỏ của đạo diễn Victor Vũ. Chào mừng các bạn đến với Nike Movie và chuyên mục review phim có tâm. Video này, mình sẽ review bộ phim mới nhất của đạo diễn Victor Vũ mang tên Trại Hoa Đỏ. Đây là series 8 tập do Đài Ca Cộng đầu tư sản xuất. Đánh dấu lần đầu tiên, Victor Vũ thử sức với thể loại phim dài tập sau khi đã khẳng định tên tuổi trong mảng phim điện ảnh với rất nhiều bộ phim đình đám có doanh thu trăm tỷ như Mắt Biếc, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Bí Mật Thảm Đỏ, Quả Tim Máu, Người Bất Tử, vân vân và Mây Mây. Trại Hoa Đỏ được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Zili. Bộ phim kết hợp giữa yếu tố tâm linh, trinh thám và kinh dị. Bối cảnh chính của phim là Trại Hoa Đỏ, vùng đất thuộc về gia tộc họ Quách, nơi đây từng chứng kiến một thời huy hoàng của gia tộc cho tới khi gia tộc ấy suy tàn bởi những người thừa kế chỉ biết ăn chơi trác táng. Những chuyện đáng sợ bắt đầu khi anh chàng doanh nhân Lưu đưa vợ sắp cưới của mình là Vi cùng cậu con trai riêng của cô tới homestay tại Trại Hoa Đỏ để nghỉ dưỡng, kết hợp với điều trị tâm lý cho Vi. Tuy nhiên, bệnh tình của Vi không những chẳng hề thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng cho tới một ngày, người ta phát hiện một xác chết trên hồ, khiến tất cả mọi người ở Trại Hoa Đỏ đều rơi vào diện tình nghi. Ai là thủ phạm? Ai đang nói dối? Bí mật nào ẩn chứa sau mỗi con người ở đây? Để biết đáp án, các bạn hãy xem phim hoặc đợi video tóm tắt chi tiết của bọn mình nhé. Còn video này, mình sẽ đưa ra cảm nhận sau khi xem phim. Tất nhiên, video này sẽ không spoil nội dung phim, nên các bạn có thể yên tâm xem hết video để biết có nên xem phim hay không nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu ngay thôi nào. Một bối cảnh hoành tráng. Thời gian gần đây, chất lượng phim truyền hình Việt Nam có nhiều khởi sắc với những bộ phim quốc dân như Về Nhà Đi Con, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Quỳnh Búp Bê. Tuy nhiên, xét về mặt bối cảnh, Trại Hoa Đỏ của Victor Vũ thực sự ở một cái tầm hơn hẳn. Mỗi bối cảnh được trau chuốt tỉ mỉ, với Trại Hoa Đỏ đầu đầu cũng thấy hoa, với căn biệt thự khi còn huy hoàng cho tới khi bỏ hoang, tất cả đều cực kỳ trau chuốt, ngang tầm phim điện ảnh. Với bối cảnh chỉn chu cùng dàn diễn viên trai xinh gái đẹp, bộ phim sở hữu phần hình ảnh và âm thanh thuộc hàng xuất sắc. 2. Đội ngũ sản xuất sang xịn mịn. Ngoài vị đạo diễn trăm tỷ Victor Vũ, bộ phim còn có sự góp mặt của rất nhiều cái tên thân quen đã đồng hành cùng ông trong nhiều dự án điện ảnh trước đây. Trong đó, đạo diễn hình ảnh Dominic Pereira từng tham gia các bộ phim Dòng Máu Anh Hùng, Để Mai Tính, Trúng Số, Trang Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình, Mắt Biếc. Giám đốc mỹ thuật Gia Fan từng thiết kế mỹ thuật cho các phim điện ảnh đình đám như Ba Mùa, Hương Ga, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Song Lang, Mắt Biếc. Biên kịch kiêm giám đốc sáng tạo Đức Nguyễn từng tham gia biên kịch cho các bộ phim điện ảnh Để Mai Tính 2, Scandal 2, Phan Cuồng, một loạt những cái tên đình đám đảm bảo chất lượng cho Trại Hoa Đỏ. 3. Cốt truyện trinh thám thú vị. Với một chút trinh thám, một chút kinh dị và một chút tâm linh, mỗi nhân vật trong phim đều ẩn chứa những bí mật riêng mà qua mỗi tập phim khán giả lại được khám phá thêm một chút, để rồi từ từ chân tướng của sự thật dần dần hiện ra. Đạo diễn Victor Vũ đã rất khéo léo cài cắm các chi tiết để đưa khán giả từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Những con người ở Trại Hoa Đỏ, bất cứ ai cũng đều có đủ động cơ và cơ hội để trở thành kẻ sát nhân, khiến khán giả phải xoắn não, suy nghĩ xem ai mới là kẻ thù ác. Và tất nhiên, chỉ có thể xem phim hoặc chờ đợi tóm tắt phim của bọn mình để biết đáp án. 4. Diễn xuất tạm ổn. Diễn xuất của dàn diễn viên ở mức tạm ổn, mình đánh giá cao màn thể hiện của diễn viên Cao Thái Hà và Hạnh Thúy. Tuy nhiên, hàm răng sứ trắng sáng quá mức khiến tạo hình của Cao Thái Hà trong vai một chị gái quê khiến mình thấy khá cấn. Bên cạnh đó, màn thể hiện của Lê Xuân Tiền cứ phải gọi là đẹp từng cm, góc nào cũng thấy đẹp đến phát sáng. Tuy nhiên, diễn xuất và đài từ của Tiền còn khá hạn chế, nhưng thế cũng đủ để đá nữ chính ra ngoài chuồng gà, bởi diễn xuất của Á Quân The Face Trâm Anh trong vai nữ chính theo mình thấy là khá tệ. Đây là một vai nặng về tâm lý và một diễn viên tay ngang như Trâm Anh còn quá non để thể hiện được vai diễn. Không hiểu sức mạnh nào đã khiến cô nhận được vai diễn này. 5. Nhịp phim chậm, thách thức sự kiên nhẫn. Ngoài diễn xuất có đôi phần dựng chân thì điểm trừ lớn của Trại Hoa Đỏ là ở nhịp phim khá chậm. Bộ phim mất nhiều thời gian để sắp đặt bối cảnh trong các tập phim đầu tiên. Ngoài ra, cách triển khai phim dề dà khiến cho bộ phim bị lê thê, thách thức sự kiên nhẫn của người xem. Mình cũng đã xem chút không đủ kiên nhẫn để xem tiếp. Tuy nhiên, với sứ mệnh xem hết để review cho các bạn, mình vẫn dũng cảm xem cho đến hết. Và thú vị thay, càng về sau, phim càng cuốn hút khi những bí ẩn từ từ được vạch trần. Nếu bạn chưa xem phim hoặc đang bỏ dở phim ở các tập đầu thì hãy xem tiếp nhé.
có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón ở các tập tiếp theo đấy. 6. Phim còn nhiều sạn. Dù được đạo diễn trau chuốt tỉ mỉ, nhưng phim vẫn còn nhiều sạn và rất nhiều đoạn dư thừa, khiến cảm xúc khi xem phim của mình trôi sụt như đồ thị hình xin vậy. Do video này, mình đã hứa không spoil phim, nên để biết phim có sạn to nhỏ như thế nào, thì các bạn hãy xem phim để nhặt sạn của mình nhé. Còn không thì để lại comment, yêu cầu bọn mình tóm tắt bộ phim. Nếu có nhiều người yêu cầu, bọn mình sẽ sẵn sàng thực hiện. Tóm lại, Trại Hoa Đỏ là một series chỉn chu về phần nhìn, cùng cốt truyện hấp dẫn, sở hữu dàn diễn viên đẹp, với bối cảnh xuất sắc, tuy nhiên diễn xuất còn hạn chế. Bọn mình đánh giá phim ở mức điểm 7/10. Nếu bạn thích thể loại trinh thám, kinh dị, đừng bỏ qua bộ phim Trại Hoa Đỏ nhé. Bạn đã xem phim chưa? Bạn có đồng tình với đánh giá của bọn mình về bộ phim này hay không? Hãy comment để chia sẻ cảm xúc của bạn về bộ phim nhé. Đừng quên like và chia sẻ video này cho bạn bè. Nhớ subscribe kênh Nike Movie, bấm nút chuông bên cạnh, bật thông báo để không bỏ lỡ các video của chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Dominique, nickel, nickel, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu.